Vào trưa ngày mùng 10 tháng 11, hàng chục nghìn du khách đã đổ về bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam tham quan. Vui chơi, điều này khiến cho khu vực đường gom và cao tốc trên đại lộ Thăng Long ùn tắc vài cây số. Có người cách bảo tàng chỉ vài trăm mét mà di chuyển gần 3 tiếng đồng hồ chưa thể vào bên trong. Theo phòng tuyên truyền giáo dục của Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, tính đến 10 giờ sáng ngày mùng 10 tháng 11, Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam đã đón 25.000 đến 30.000 người dân. Du khách đến tham quan dự kiến con số lên 40.000 vào cuối ngày hôm nay. Từ lúc 11 giờ kéo dài đến hơn 12 giờ trưa, đoạn đường gom và cao tốc trên đại lộ Thăng Long đã ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài hàng cây số từ cầu vượt Mễ Trì đến cổng bảo tàng. Có người cách bảo tàng chỉ vài trăm mét mà di chuyển đến 3 giờ đồng hồ chưa thể vào bên trong. Đúng là ác mộng, đi chỉ thấy người, không trải nghiệm được gì. Một người dân đi tham quan bảo tàng chia sẻ Đại diện bảo tàng cho biết người dân chủ động sắp xếp thời gian hợp lý nếu có kế hoạch tới tham quan vào các dịp cuối tuần nhằm đảm bảo du khách có chuyến tham quan hiệu quả. Bên trong bảo tàng, nhân viên liên tục phát loa tìm người già và trẻ lạc. Một số thời điểm, bảo tàng phải chờ số lượng người ra ngoài mới đón đoàn khách tiếp theo. Trong hình là cảnh tượng tắc đường trưa ngày 10 tháng 11 tại Đại lộ Thăng Long hướng từ trung tâm Hà Nội lên Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam. Cảnh đông đúc cũng diễn ra bên trong bảo tàng. Đi trải nghiệm mà như đi đánh giặc, Tôi đi ô tô từ 8 giờ sáng mà gần 11 giờ mới đến được cổng bảo tàng. Vào bên trong thì chỉ nhìn nhau, các lối đi lại đều tắc nghẽn, anh PD, một du khách nói. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam mở cửa miễn phí phục vụ du khách tham quan tại địa điểm mới trên đại lộ Thăng Long, thuộc hai phường là Tây Mỗ, Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Từ sáng ngày 1 tháng 11, bảo tàng có mức đầu tư công trình khoảng 2.500 tỷ đồng. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam lưu giữ hơn 150.000 hiện vật, trong đó có 4 bảo vật quốc gia và nhiều khí tài quân sự. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam cách đường Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, khu trung tâm Hà Nội chỉ vài cây số, rất thuận tiện cho việc tham quan. Trong ngày 10 tháng 11, ngoài du khách đến từ thủ đô, còn nhiều người di chuyển từ các tỉnh đến bảo tàng tham quan. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam được xây dựng trên khu đất rộng 38,66 ha với tòa nhà chính 4 tầng, nổi và một tầng trệt. Diện tích xây dựng là 23.198 m2, diện tích sàn khoảng 64.640 m2, diện tích trưng bày trong nhà là 17.770 m2, diện tích trưng bày ngoài trời là 118.054m2. Khu vực để xe có thể chứa hàng nghìn chiếc. Bảo tàng mở cửa miễn phí đến hết năm 2024. Nhiều ngày trời băng rừng, đi xuyên đêm, lực lượng chức năng đã tìm thấy máy bay Yak-130 ở giữa khoảng rừng rậm rạp của vườn quốc gia Jordan. Sáng ngày 9 tháng 11, Đại tá Nieta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắc cho biết, đơn vị đang phối hợp với quân chủng phòng không không quân bảo vệ hiện trường vụ máy bay Yak-130 rời tại vườn quốc gia York Don. Theo đó, các đơn vị đã phối hợp lập sở chỉ huy lâm thời, huy động gần 50 ô tô, gần 300 xe máy, 3 flycam và nhiều phương tiện chuyên dụng khác triển khai công tác tìm kiếm máy bay. Các đơn vị, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cũng phát động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin liên quan, hỗ trợ dẫn đường làm nhiệm vụ trên các hướng thuộc địa bàn xã Krona, huyện Buôn Đôn và các xã Yêu Bùng, Cư Bàng, Cư Làn và huyện Esup. Đặc biệt, dựa trên hướng bay trước thời điểm gặp nạn, quân chủng phòng không không quân đã chủ trì, phối hợp, tập trung quân số nhiều nhất để tìm kiếm ở khu vực vườn quốc gia Đôn, xã Krona, huyện Buôn Đôn. Dẫu thời tiết Đắk Lắc đang mùa mưa, cây rừng rậm rạp, địa hình nhiều sông suối, việc di chuyển tìm kiếm máy bay rơi gặp khó khăn, song tất cả đều nỗ lực chung vì nhiệm vụ. Các đơn vị, lực lượng bám nắm thông tin, chia nhiều tổ để thực hiện công tác tìm kiếm. Thiếu tá Nguyễn Công Thành, đồn trưởng đồn biên phòng Bò Hèn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắc kể. Khoảng 11 giờ 11 phút ngày 6 tháng 11, chúng tôi nghe như có tiếng xe tải vừa chạy tốc độ cao vừa đổ đá hộc nhưng không nghĩ là máy bay rơi. Sau đó, trình báo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắc nhanh chóng có mặt ở hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm. Còn ông Trần Đức Phương, cán bộ vương quốc gia York Don cho biết, ban đầu vườn chỉ huy động khoảng 13 người, nhưng đến thời điểm cao nhất chúng tôi huy động hơn 30 người tỏa đi các tuyến. Anh em chủ yếu dẫn đường cho lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường. Lúc 14 giờ 30 ngày mùng 8 tháng 11, lực lượng chức năng đã tìm thấy máy bay Yak 130 ở giữa khoảng rừng rậm rạp, cách trạm kiểm lâm Serepok khoảng hơn 1 km, cách mặt đường tuần tra khoảng 600 m. Thiếu tướng Bùi Tố Việt Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân cho biết, nhờ sự nỗ lực của các đơn vị, giúp đỡ của chính quyền địa phương và nhân dân đã góp phần giúp đơn vị sớm tìm thấy được vị trí máy bay Yak-130 rơi. Từ đó, giúp thu thập được các số liệu, hình ảnh cần thiết nhất để làm cơ sở phân tích, giải mã, kiểm tra và nhanh chóng ổn định, thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo. Lúc 14 giờ ngày 8 tháng 11, các lực lượng chức năng tìm thấy vị trí máy bay Yak-130 rơi tại khu vực vườn quốc gia Jordan nơi tìm thấy máy bay cách buôn Rang Phốc khoảng 7 km, cách đường tuần tra của lực lượng kiểm lâm khoảng 800 m. Trước đó vào ngày mùng 6 tháng 11, máy bay Yak 130 bị sự cố khi trung đoàn không quân 940, trường sĩ quan không quân quân chủng phòng không không quân tổ chức máy bay huấn luyện tại sân bay Phù Cát tỉnh Bình Định. Máy bay do Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trường Trung đoàn Không quân 940 bay buồng trước, Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, chủ nhiệm bay bay buồng sau. Quá trình giải cứu hai phi công trong vụ rơi máy bay huấn luyện ở Bình Định không thể triển khai nhanh chóng nếu không có công nghệ hỗ trợ bởi trong địa thế rừng núi hiểm trở, cây cối bạt ngàn, việc tìm kiếm dựa trên các cách thức phương tiện thông thường trở nên bất khả thi. Xác định công tác cứu hộ cứu nạn cần phản ứng nhanh, Tổng công ty mạng lưới Viettel sau khi nhận được tin báo đã huy động đầy đủ các lực lượng kỹ sư, chuyên gia giỏi trong lĩnh vực mạng lõi, vô tuyến thuộc Trung tâm Kỹ thuật khu vực 2 tham gia vào nhiệm vụ ngay lập tức cả đội đã tiến hành phân tích lịch sử thuê bao dự đoán đường đi khoanh vùng những trạm phát sóng gần khu vực đáp của hai phi công tuy nhiên vị trí đáp của cả hai nằm sâu trong cánh rừng nguyên sinh để hình khuất nhiều thung lũng khiến công cuộc xác định vị trí gặp thách thức lúc này phương án điều chỉnh anten tăng công suất các trạm phát sóng được tính đến một mặt đội ngũ kỹ thuật dùng công nghệ điều khiển từ xa để thay đổi mặt khác một đội nhân viên tuyến huyện của viettel bình định được cử đi điều chỉnh trực tiếp phần cứng trên anten ở các trạm chỉ định Điều chỉnh xong, nhóm này tiếp tục đẩy tăng công suất phát sóng tối đa của các trạm, sử dụng băng tần thấp để tăng cường độ phủ sóng. Qua phân tích, nhóm Viettel xác định hai phi công đáp xuống hai hướng khác nhau nên phải liên tục điều chỉnh để tìm ra trạm phát sóng có tín hiệu. Sau khoảng 15 đến 20 phút từ lúc đội điều chỉnh, tin mừng đầu tiên đã trả về. Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, một trong hai phi công đã liên lạc được với đơn vị bằng điện thoại di động vào khoảng 16 giờ 30 phút của ngày. Trong khi đó, việc tìm ra vị trí của đại tá Nguyễn Văn Sơn lại khó nhằn hơn bởi nơi đáp xuống của phi công này nằm khuất sâu, sóng khó đến do vướng nhiều cây cối, núi đá cản trở. Đội ngũ kỹ thuật sau nhiều lần xoay sở điều hướng vùng phủ sóng, đồng thời liên tục gọi vào điện thoại của Đại tá Sơn. Cuối cùng đến 18 giờ 45 phút đã nhận được tín hiệu trả lời. Từ những cuộc gọi này, lực lượng kỹ thuật của Viettel tiếp tục hướng dẫn hai phi công dùng sóng data 4G gửi tọa độ về cho đơn vị. Ngoài hiện trường, nhóm ứng cứu mau chóng lên phương án tổ chức tiếp cận cứu hộ. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Thượng tá quân được tìm thấy tại ngọn núi thuộc khu vực Hầm Hô, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, cách khu vực nhảy dù khoảng 10 km. Chia sẻ thêm về quá trình cứu hộ, anh ẩn cho hay, sau khi tìm thấy Thượng tá quân, cả đội đã thấm mệt, điện thoại mang theo hầu hết đã cạn pin. Đội đã tính đến phương án để đội khác vào ứng cứu anh Sơn tiếp, nhưng khi kiểm tra tọa độ, phát hiện anh Sơn ở cách đó không xa, khoảng 600 m, cả đội quyết tâm giải cứu nốt người phi công còn lại. Một nhóm được chia ra đưa anh quân ra khỏi rừng, một nhóm tiếp tục tìm kiếm. Dù trên bản đồ nơi anh Sơn trú ẩn đã ở rất gần, nhưng trên thực tế, nhóm ứng cứu phải mất thêm 2 tiếng mới tiếp cận được đúng vị trí. Đường núi trơn trượt do mưa lớn, cả đội chủ yếu phải lần mò giữa đêm tối, nhiều đoạn trượt té hoặc phải bò, bám vào mặt đất. Áo mưa đem theo cũng bị cây cối làm rách gần hết, có người đành cởi ra, dầm mưa, bước tiếp. Mọi công sức được đền đáp khi khoảng 22 giờ 20 phút, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy Đại tá Sơn. Gần đến nơi mọi người thi nhau gọi tên anh Sơn Thời khắc nghe thấy tiếng viên phi công đáp lại, cả đội đã vỡ hòa, vội vàng chạy một mạch đến nơi phát ra âm thanh. Sau gần 8 tiếng dầm mưa, tiến sâu vào vùng núi đá hiểm trở, đội ứng cứu đã hoàn thành nhiệm vụ. Tối ngày 8 tháng 11, một nguồn tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắc cho biết, các lực lượng quân đội và dân quân tự vệ đã tăng cường thiết lập các vòng chốt chặn để bảo vệ hiện trường máy bay Jack 130 rơi. Cũng theo nguồn tin trên, dự kiến trong ngày 9 hoặc ngày 10 tháng 11 sẽ có phương án đưa máy bay ra bên ngoài. Sau khi tìm thấy hộp đen, lực lượng chức năng đang bảo vệ nghiêm ngặt để phục vụ việc phân tích dữ liệu. Sau nhiều giờ tìm kiếm tích cực, chiều ngày 8 tháng 11, lực lượng chức năng đã tìm thấy máy bay quân sự Jack-130 gặp sự cố và rơi tại tiểu khu 428 thuộc vườn quốc gia Jock địa phận xã Krona, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, ngày 7 tháng 11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã nhận được thông tin từ Trung đoàn 940, thông báo về việc máy bay huấn luyện Jack-130 nghi rơi ở địa phận tỉnh Đắk Lắk. Sáng ngày 8 tháng 11, một người dân tại buôn Drang Phốc cung cấp thông tin về việc người này nghe tiếng nổ bất thường trong rừng, nghi là nơi máy bay rơi để lực lượng chức năng có thêm cơ sở tìm kiếm. Cùng ngày, Đại tá Trần Thanh Hải, Phó Tham mưu trưởng quân khu 5 cho biết hàng nghìn người của các lực lượng phòng không không quân, quân sự, chính quyền địa phương đang tham gia tìm kiếm tại vị trí nghi máy bay rơi ở xã Krona, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắc. Sáng ngày 6 tháng 11, lúc 9 giờ 55 phút, hai phi công gồm Đại tá Nguyễn Văn Sơn ngồi buồng trước và Thượng tá Nguyễn Hồng Quân ngồi buồng sau lái chiếc Jack 130 bay luyện tập từ sân bay Phủ Cát. Đến 10 giờ 38 phút, khi kết thúc buổi tập hạ cánh, phi công phát hiện máy bay gặp sự cố nên xử lý tình huống khẩn cấp nhưng không thành công, đã báo chỉ huy bay và được phép nhảy dù tại khu vực trường bán TB2 huyện Tây Sơn và đáp xuống vùng rừng núi Hầm Hồ. Lực lượng chức năng sau đó đã tìm thấy hai phi công vào buổi tối, sau 10 tiếng xảy ra sự cố. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, phi công đã bay vòng 3 lần tìm mọi cách để xử lý sự cố, nhưng cạn nhiên liệu, phải để máy bay rơi tự do xuống khu rừng để đảm bảo an toàn. Hai phi công chỉ được lệnh nhảy dù khi máy bay cách mặt đất 600 m Máy bay rơi tại tiểu khu 428 của vườn quốc gia Jokdon. Đây là khu vực rừng nguyên sinh, cách buôn Drangpok khoảng 8 km nên không gây thiệt hại về người.